Giới thiệu với các bạn cái mẫu số phụ đời mới nhé. Hàng cao cấp. Đấy. Nó đắt hơn một chút so với cái số phụ đời trước. Thực ra nó chỉ đắt hơn một ít thôi, không đắt hơn nhiều. Tuy nhiên thì các nhiều khách hàng yêu cầu thì bên em đều có loại như vậy. Đấy, phục vụ khách hàng. Loại mới kiểu như vậy. Vẫn bắt là lên cầu cái lăng bình thường, tất cả đều bắt bình thường. Khác mỗi cái phần dây cần và dây cần số nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Đây, phần sang số kéo số này rất là đẹp. Hộp số đây thì loại mới đấy. Tay số này, bàn số. Khách hàng nào có nhu cầu mua bộ chế xe ba bánh sử dụng loại số phụ như thế này thì có thể cứ nêu rõ yêu cầu trong cái trao đổi là được ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.